tiên á, Kim Anh mong là mọi người sẽ coi cái livestream này để làm sao để mà mình có một cái làn da đẹp. Thì đầu tiên á, như Kim Anh nè, Kim Anh chỉ đánh có cái môi thôi và cái quét cái lông mi chút xíu để cho nó xinh tươi khi mà mình livestream thôi. Còn về da á, thì trước khi mình xức kem hoặc là mình làm cái gì, tại vì buổi tối mình trước khi đi ngủ á, đây nè, như Kim Anh là Kim Anh không make up, không trang điểm gì hết. Hiện bây giờ cái da của Kim Anh là Kim Anh mới vừa rửa mặt xong, mới vừa tắm xong, rửa mặt xong. Thì cái điều đầu tiên để mà mình có được một làn da đẹp đó, thì trước tiên cả nhà mình sẽ phải sử dụng cái, nhớ nha cả nhà, khi mà mình sử dụng cái kem Relax Night của bên Nhật Kim Anh á, đây đây là hũ Relax Night nhá, hũ Relax Night của bên Kim Anh. Thì hũ Relax Night này nó dạng như là một cái dạng mặt nạ ngủ, và khi mà đắp mặt, khi mà mình xức cái kem lên á, thì mình xức một cái lớp mỏng thôi. Thì khi mà mình xức lâu dài như vậy, như Kim Anh đã xức cái kem này được 1 năm mấy rồi, vì vậy cho nên là cái da của Kim Anh á, khi mà tắm xong rửa mặt xong là cái da luôn luôn nó đẹp và nó bóng như thế này đó. Chị ơi cho em hỏi da mặt không mụn sử dụng sản phẩm gì bên chị để trắng mịn? À Đinh Khê ơi, Đinh Khê, hiện bây giờ bên Kim Anh là nếu mà sử dụng kem bên sử dụng mà mỹ phẩm bên Nhật Kim Anh á, thì các bạn phải sử dụng lâu dài. Ví dụ như Relax Night nó có thể làm cho da của bạn trắng, nhưng mà trắng từ từ, giống như Kim Anh là Kim Anh xài cả năm trời rồi thì cái da nó mới cải thiện và nó đẹp hơn đó, và nó mịn hơn. Thì cái hũ kem này á, thì bên Kim Anh không có bán lẻ, cho nên là các bạn muốn mua á, thì các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối nhé. Bây giờ thì Kim Anh sẽ xức cho cả nhà coi. Đây, Kim Anh xức gần hết rồi, còn có xíu xíu à. Đó, thì khi mà mình lấy kem á, mình lấy ra như thế này. Mình lấy một ít thôi. Mình đánh thật mỏng nhé. Đó, mình đánh lên như vậy. Nay Kim Anh mới đi học về, đi tập gym về, hôm nay đi học nữa. Đó, mình đánh mình chấm 5 điểm và nhớ luôn luôn mình phải đánh ở dưới cổ nữa. Đó. Đánh ở dưới cổ nữa nha. Sau đó thì mình xoa nhẹ như thế này. Đó, như nãy Kim Anh cho cả nhà thấy là Kim Anh không hề trang điểm, và Kim Anh chỉ có khi mà Kim Anh chỉ có rửa mặt sạch sẽ thôi, và nhớ là mình phải rửa sạch mặt với sữa rửa mặt nha. Đó, mình xức như thế này. Nhẹ nhàng thôi nha, chứ nếu không là da mình sẽ bị trùng và nhăn. Đó. Đây là hũ Relax Night. Đó, mình xức ở dưới cổ của mình nhẹ nhàng thôi. Để nó sẽ trắng đều á cả nhà. Tức là nó sẽ trắng cái da mặt mình và nó sẽ trắng luôn ở dưới cổ cho mình. Nhớ. Đó. Cả nhà thấy không? Sau khi mình xức lên khoảng độ chút xíu, khoảng chừng chưa được 5 phút nữa, mình vỗ nhẹ như thế này. Đó, vỗ nhẹ như thế này. Cái da của mình nó hấp thụ, tức là khi mà mình sử dụng cái cream á, trên cái da mặt mình, tức là cái da mặt mình đang nuôi dưỡng. Và khi mình nuôi dưỡng, tức là mình đang cho da mặt mình ăn. Đó, cho ăn thực phẩm. Thì khi mà mình cho da mình dưỡng chất, thì cái da mình luôn luôn nó sẽ khỏe mạnh nha. Và dĩ nhiên ở đây không phải là mình xức kem là nó đẹp liền, mà ở đây á, mình còn cộng hưởng với ăn uống ngủ nghỉ nha các bạn. Chứ nhiều khi các bạn xức kem lên mà các bạn thức đêm thức hôm ăn nhậu đủ kiểu hết thì làm sao mà da mình đẹp được. Đó, lấy cho chị cái cây đó nè, cả nhà thấy không, da Kim Anh đó. Đó các bạn, những ai mà muốn cái hũ kem này của Nhật Kim Anh là 750 nha cả nhà. Những ai mà mình mua đúng giá thì là mới là hàng thật nha, mua mà giá thấp hơn hay như thế nào thì sẽ là hàng giả nha. Đó, đây là hũ Relax Night. Hũ Relax Night này á, nó là chiết xuất từ hoa daisy và lô hội và dược thảo trong này, vì vậy cho nên là nó luôn giữ cho cái da của mình có một cái độ ẩm nhất định, bởi vì khi mình đi ngủ đó thì mình phải nằm ở trong máy lạnh. Còn những trường hợp nào những ai mà ở khu lạnh rồi đó thì mình sử dụng nó rất là tốt, bởi vì nó sẽ giữ ẩm nguyên một đêm dài cho mình. Đó. Và khi mà mình thức dậy rồi thì nhớ nha các bạn, không thể nào quên đó là mình phải rửa mặt.
rửa mặt bằng sữa rửa mặt của Laura Sunshine nhá. Thì đây là hũ relax night của bên Nhật Kim Anh, rất là nhiều chị em phụ nữ sử dụng rồi và rất là thích, và bản thân Kim Anh sử dụng nó cũng đã một năm mấy rồi. Vì vậy trên cái da của mình, nó cho dù mình make up hay không make up, da mình cũng vẫn rất là đẹp. Và đặc biệt đó là nó tăng cường cái độ đàn hồi cho da của mình, nó săn chắc cái da của mình, mình không có bị nhăn đó. Cả nhà thấy không, khi mình sức xong á, nó thẩm thấu và cái dầu á, nó làm cho da mình rất là bóng và nó hút vào nè, cả nhà thấy không. Rồi còn nữa, đây là cái tuyết, tại vì trước khi Kim Anh đi ngủ là luôn luôn Kim Anh sử dụng cái tuyết này, xài rất là lâu. Kim Anh xài quá nó tè đầu, Kim Anh xài tới giờ luôn nè. Đó, đây là cái tuyết này á, là tuyết chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Trước khi mình sử dụng á, thì mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Đó, mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà nha. Đó, mình sợ nhăn vùng này thì nó có cái đầu massage rất là tốt nha. Đó, mình cứ nặng kem ra như thế này và mình massage từ từ nhẹ nhẹ ở cái vùng mắt này. Nhớ là đừng có bỏ vào mí mắt nha, mí mắt thì nó sẽ làm cho mí mắt mình bị sưng, hoặc là những ai mà bị dị ứng với tảo biển á, nó sẽ bị sưng mắt lên á. Đó, rất là mát và nó làm cho chống nhăn, chống thâm vùng mắt của mình. Đây là quá trình mà trước khi Kim Anh đi ngủ là Kim Anh thường làm như thế này. Đó, mình bổ nhẹ thôi. Tưng, 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 tưng. Buổi tối của Kim Anh là luôn luôn là mở nhạc thiền nghe, rồi sau đó thì mình chăm sóc sắc đẹp một chút rồi mình mới đi ngủ. Sao cái đèn nó cứ chập chờn chập chờn làm sao nhỉ? Đó, cả nhà thấy không? Da Kim Anh là hồi nãy mới vừa sử dụng cái Relax Night và cái kem chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Đó, chỉ vậy thôi. Đây nè cả nhà, Kim Anh không make up. Bao nhiêu tiền vậy chị? Lò Thị Mỹ Uyên ơi, hũ kem chống nhăn, chống thâm vùng mắt serum, cái tuyết serum chống nhăn chống thâm vùng mắt của Laura Sunshine là 1,2 triệu nhé. Còn đây là cái hũ Relax Night mặt nạ đêm, trước khi đi ngủ mình rửa mặt sạch, sau đó thì mình xức một lớp mỏng lên, thì nó chống nhăn nè, săn cơ mặt mình nè, và nó làm cho trắng hồng tự nhiên nha, và nó đàn hồi cho cái da của mình rất là tốt. Thì cái hũ cái Relax Night này là giá 750, và nhớ giúp dùm Kim Anh là cho dù các bạn có mua ở nhà phân phối đi nữa thì cũng vẫn là giá này nha, không thể nào cái giá thấp hơn. Nếu mà giá thấp hơn là các bạn mua hàng giả đó nha. Đó, đó là xong quá trình, hai quá trình của Kim Anh rồi. Quá trình thứ nhất là bước thứ nhất, đó là Kim Anh rửa sạch mặt, sau đó thì Kim Anh sẽ xức cái kem chống nhăn chống thâm vùng mắt lên. Thứ hai nữa là mình sử dụng cái kem Relax Night là mặt nạ đêm, mình sử dụng để mình giữ ẩm nguyên một đêm của mình. Đó, các bạn thấy cái da của mình không? Xinh quá chị ơi, cảm ơn về Mai Anh nha. Và rồi, còn bước thứ hai của Nhật Kim Anh đó là Kim Anh sử dụng cái body đêm. Thường á thì Kim Anh tắm xong Kim Anh bước ra ngoài bồn tắm á, là mình sẽ sức hết nguyên body. Nhưng hôm nay Kim Anh livestream tại vì rất là nhiều bạn gái hỏi như Kim Anh là cái cách sử dụng như thế nào, thì ok, thì bây giờ Kim Anh sẽ sử dụng cho cả nhà coi nhé. Đó, tức là mình sẽ bôi một ít ra tay nè. Cái chất kem của bên Kim Anh á, kem body ban đêm á, thì nó chỉ có dưỡng thôi. Vì vậy cho nên các bạn sử dụng nè, sử dụng lên cái da của mình nó sẽ rất là mềm mịn và cái mùi thơm rất là đặc trưng. Đặc biệt hơn nữa là nó không có bị bết dính. Vì vậy cho nên trước khi các bạn đi ngủ á, ví dụ như mà có ai có ông xã rồi á, thì không lo cái việc là ông xã mình sợ nó bết dính nha. Tại vì sao? Khi mà mình xức lên rồi á là nó thẩm thấu ngay, và khi nó thẩm thấu rồi là nó khô queo luôn, và da mình cực kỳ mịn và mượt. Đó, Kim Anh trước khi đi ngủ là luôn luôn sử dụng hũ Laura Sunshine Body, Laura Sunshine thảo mộc nha. Khi các bạn xức lên các bạn sẽ nghe mùi thảo mộc rất là sexy, rất là dễ thương nha. Đó nè.
cả nhà thấy không, khi bôi lên á thì cái da mình nó sẽ mướt như thế này. Và đặc biệt là những ai mà ở vùng lạnh á là không nên bỏ qua cái body nhá, tại vì nếu như các bạn không cung cấp dưỡng chất giữ ẩm cho cái da người của mình á thì cái da của mình nó sẽ rất là nhăn nheo và chảy xệ nha. Đó, đây là chai body đêm của Nhật Kim Anh đó. Đó, body đêm thì Kim Anh sẽ xức hết nguyên body luôn, nhưng mà bây giờ đang livestream nên không có xức body được chỉ xức cánh tay cho cả nhà coi thôi nhé. Đó nè, khi mà thẩm thấu rồi á là cái da mình nó khô luôn đó, cả nhà thấy không, da khô luôn. Còn rất là nhiều các bạn hỏi về chai body ban ngày nhưng mà lại make up cho cái da của mình trắng đẹp mịn ban đêm đi dự tiệc. Thì Kim Anh hôm trước Kim Anh đã làm một cái livestream để mà thử cho các bạn rồi, nhưng mà có rất là nhiều người hỏi. Ngọc Hương ơi, cái chai body, hai chai body của bên Nhật Kim Anh á, bên công ty Laura Sunshine và công ty hiện bây giờ là công ty của Nhật Kim Anh chứ không phải là Kim Anh đại diện cho thương hiệu nào hết nha các bạn. Cho nên là khi Kim Anh sử dụng những cái chai body này á, Kim Anh đã sử dụng một năm mấy rồi. Kim Anh sử dụng từ lúc nó chưa tốt cho tới lúc nó tốt vừa vừa và cho tới lúc nó cực tốt để gửi ra thị trường, bán ra thị trường cho tất cả các bạn. Và Kim Anh đã nghiên cứu rất kỹ tại vì bản thân mình là nghệ sĩ và khi mà mình thích thì chắc chắn mọi người sẽ thích. Tại vì sao? Cái quan niệm của Kim Anh á, là sức body á, là phải đẹp và đẹp nhưng không bết dính và không bị bết vào quần áo. Đó. Thì Kim Anh cũng đã sử dụng rất là nhiều loại body rồi nhưng mà hầu như là cái nào nó cũng bị rít. Nhiều người nắm tay mình cái là nó bị bớt, nó nhớt, khó chịu lắm. Còn riêng cái body mà Kim Anh đã sản xuất như thế này á thì hoàn toàn nó không bị nhá. Nó khô liền luôn. Ví dụ như những ai mà da khô á, da như da Nhật Kim Anh đó là cái collagen rất là tốt, tại vì Kim Anh ăn yến rồi bội bổ rất là nhiều cho cái sắc đẹp của mình và cái da của mình. Vì vậy cho nên là cái da của mình cái độ đàn hồi và cái collagen đó rất là cao, cho nên là da mình không có bị khô nha. Còn những ai bị khô á thì như Kim Anh hồi nãy Kim Anh đã xức cái chai body đêm rồi đó, chai body đêm nè đó. Thì bây giờ Kim Anh thử xức cái chai body ngày cho cả nhà coi nha. Cái chai body ngày này á nó có hai có nghĩa là nó có thể nói chung là nó có thể dùng được cho ban ngày để mà mình chống nắng nè và make up cho da nè, và nó có thể sử dụng cho ban đêm. Ở đây á là các bạn sử dụng lên cơ thể và các bạn đi dự tiệc, đi đám cưới, sinh nhật, chứ không phải là sử dụng ban đêm để đi ngủ nha. Đi ngủ là chỉ duy nhất sử dụng cái chai này thôi, là các bạn không cần phải tắm lại. Tức là khi các bạn tắm xong, các bạn sử dụng cái chai Laura Sunshine Body đêm này thì các bạn sẽ sử dụng nó và đi ngủ. Như vậy nó sẽ dưỡng cho cái da, cái body của các bạn á, cái cơ thể của các bạn á, nó sẽ giữ ẩm nguyên một đêm dài nha. Nhưng mà cái chai body ngày này nè, sử dụng cho ban đêm chỉ đi dự tiệc thôi. Đi dự tiệc, đi sinh nhật, đi đám cưới hay là đi đâu đó mà các bạn mặc đồ hở đó thì mình sẽ make up cho cái da của mình nó trắng lên. Đây nhá, cho mình sử dụng cho các bạn coi. Đây nè, khi mà mình xức lên như vậy đó, cái mình xức cho các bạn coi nhé. Đây nè, khi mà mình bôi lên á, dĩ nhiên là nếu mà các bạn mặc đồ hở, các bạn bôi hết nguyên cái cơ thể của mình á, nó sẽ đẹp hơn, lộng lẫy hơn, và khi các bạn đi dự tiệc á, nó sẽ bắt hình lắm nha. Cái chai body này của Kim Anh á, vì chính vì nó có chống nắng và nó có make up, chính vì vậy cho nên là Kim Anh đã sử dụng những cái hạt li ti, và những cái hạt đó nó giúp cho các bạn đánh tan được cái màu kem và nó đánh đều cái màu kem chứ nó không bị loang lỗ nhé. Cho nên là khi mà xức lên nó, các bạn sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà khi mà xức lên rồi các bạn sẽ cảm thấy là nó trắng rất là tự nhiên và nó đánh đều cái kem của mình luôn. Đây, tay này của Kim Anh là đã xức cái kem body make up nè đó, các bạn thấy không? Còn đây là cái tay mà chưa hề xức body make up nha. Hai tay. Các bạn thấy rõ mà. Đây nè. Đó, tay này là đã xức body make up nè. Còn tay này là hoàn toàn chưa.
nha. Đó, đây là hai chai body của Nhật Kim Anh, một chai có thể make up dự tiệc hoặc chống nắng ban ngày, còn một chai á là mình sức để mà mình dưỡng ẩm dưỡng thể ban đêm nha. Và khi mà mình sức xong á là cái da mình nó mát luôn, nó khô luôn đó, và không bết dính lên quần áo đây nè cả nhà nè. Đó, Kim Anh mới vừa sức nè, đó nè, không hề dính lên quần áo nha, không bị bệt trắng. Thì mình đã sử dụng và mình đã biết được cái chất lượng của nó như thế nào, nên mình chia sẻ và mình sản xuất luôn để mình đem tới cho tất cả khách hàng của mình. Nhưng mà có nhiều người thì họ cứ nghĩ đó là mình quảng cáo. Thật ra cái này là của Nhật Kim Anh, Kim Anh sản xuất để mình xài thử. Và khi mà mình xài thử rồi, Kim Anh cảm nhận được là nó thật sự tốt. Tại vì cả nhà nhớ dùng Kim Anh là tất cả các cream á, tất cả các kem, kem dưỡng da đó, thì mình là ở Việt Nam, cái môi trường, cái nơi mình sinh sống nó là một cái môi trường là nắng nóng và khắc nghiệt. Vì vậy cho nên các bạn khi mà các bạn sử dụng những cái kem ngoại đó thì có thể nó sẽ rất tốt ở khi mà các bạn ở nước ngoài thôi. Còn khi mà các bạn về Việt Nam hoặc các bạn sinh sống ở cái nơi môi trường như thế này thì các bạn nên chọn những cái loại kem nào nó phù hợp cho da của các bạn ở cái xứ đó nha. Tại vì ví dụ như kem Hàn Quốc thì họ sẽ sản xuất cho cái da và cái khí hậu ở nơi Hàn Quốc, đúng không ạ? Còn ở đây á, thì Kim Anh đã tìm hiểu về cái làn da châu Á của mình. Vì vậy cho nên Kim Anh đã sử dụng và Kim Anh cảm nhận được là nó rất là tốt cho cái môi trường sinh sống ở Việt Nam của mình. Cho nên là Kim Anh sản xuất và Kim Anh sử dụng luôn. Và khi mà mình đã sử dụng cái kem ở cái vùng miền nó khắc nghiệt như nắng nóng như ở Sài Gòn hay là đâu rồi, thì khi mà mình đi qua nước ngoài á, mình mang cái kem này đi thì nó rất là tuyệt vời luôn nha. Rất là đẹp hơn khi mà các bạn ở những cái vùng như là vùng lạnh này, Sapa này, hay là cái khu xứ lạnh như là Hà Nội nha. Cho nên là các bạn đừng nghĩ rằng là kem ngoại là tốt đâu nhé. Quan trọng là nó phải phù hợp cho cái da của các bạn ở khu vực nào, ở xứ nào. Như là Kim Anh sắp tới đây thì Kim Anh kết hợp với các nhà máy ở Hàn Quốc, Pháp và Đức để sản xuất ra mỹ phẩm.